Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 15 tháng 7, do chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10 đến 13 độ vĩ Bắc, đồng thời kết hợp với tác động của mây đối lưu, nên đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay và sáng mai dao động từ 25 đến 27 độ. Ngày mai nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao nhất từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, đêm có mưa, ngày mai trời nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 84 đến 89%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu, ngày 16 tháng 7 năm 2021, mực nước cao nhất 345cm xuất hiện lúc 7 giờ 15 phút, thấp nhất 100cm xuất hiện lúc 0 giờ 15 phút.